Hello mọi người, hôm nay em xin được review chi tiết ngắn gọn về mảnh đất có tổng diện tích là 1,1 hectare nằm tại xã Ngọc Định, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai nha mọi người nha. Đất của chúng ta đây là có hai mặt tiền, một mặt tiền là 60m và một mặt tiền là 220m. Trên đất hiện tại thì đã có sẵn một cái giếng khoan rồi, xài quanh năm không lo hết nước luôn nha mọi người nha. Mảnh đất này rất là thích hợp để chúng ta có thể lập nhà vườn nghỉ dưỡng cũng như là kết hợp với chăn nuôi trồng trọt. Nếu như anh chị quý đầu tư nào có nhu cầu để đầu tư phân lô, phân xào, bán nền cũng rất là hợp lý luôn, bởi vì mặt tiền của chúng ta rất là dài và nằm ngay khu vực dân cư. Nếu như từ đây chúng ta di chuyển ra đến quốc lộ 20 thì chỉ mất có 250m thôi nha mọi người nha. Mọi người cùng theo chân em, đây chính là con đường bê tông rộng 3,5m dẫn thẳng ra quốc lộ 20, đã có dự án mở rộng lên là đường 17m. Sau này nếu như con đường hình thành thì giá trị đất sẽ tăng rất cao. Và đây là quốc lộ 20 của chúng ta. Rẽ trái đây là chúng ta sẽ di chuyển về hướng thị trấn Định Quán cũng như là đi Đà Lạt. Còn nếu như rẽ tay phải đây thì chúng ta là di chuyển về thành phố Hồ Chí Minh. Sau này khi cao tốc được hoàn thiện thì quãng thời gian di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh về đến đây sẽ được rút ngắn lại chỉ còn khoảng là 2 giờ thôi nha mọi người nha. Và ở đây là chúng ta nằm rất gần khu vực thị trấn Định Quán. Nếu như từ đây chúng ta di chuyển chỉ mất một đoạn khoảng chừng 1 km thôi là chúng ta sẽ di chuyển đến khu vực trung tâm của thị trấn Định Quán cũng như là trung tâm hành chính của huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai nha mọi người. Và hiện tại ở gần đất của chúng ta có khu du lịch Thác Mai, suối nước nóng cũng như là khu di tích Đá Ba Chồng, đang được thành lập khu du lịch Đá Ba Chồng. Sau này khu du lịch Đá Ba Chồng được hoàn thiện thì giá trị đất của chúng ta sẽ tăng lên rất cao nha mọi người nha. Và đây chính là con đường quốc lộ 20 của chúng ta. Như mọi người có thể thấy, mật độ xe cộ qua lại rất là đông đúc, cũng như là dân cư thì ở xen xét nhau luôn. Phía trước mặt chúng ta đây chính là con đường bê tông rộng 3,5m dẫn thẳng đến khu đất. Thì con đường này đã có dự án mở rộng ra làm đường thành 17m. Sau này nếu như con đường được hình thành thì giá trị đất sẽ tăng rất là cao. Và sau khi đó chúng ta phân lô bán nền sẽ mang lại lợi nhuận rất cao nha mọi người nha. Mọi người có thể thấy bên tay trái chúng ta đây là một ngôi biệt thự trông rất là hoành tráng. Còn phía bên tay phải đây thì là một ngôi nhà vườn nho nhỏ xinh xinh, được trồng nhiều loại hoa cũng như là nhiều loại cây ăn trái, trông rất là mát mẻ. Di chuyển thêm một chút nữa thì chúng ta sẽ đến một ngôi nhà vườn thứ hai đang được hình thành. Họ đang xây những cái bờ tường rất là cao và kiên cố. Đó chính là những người hàng xóm của chúng ta nhé mọi người nha. Mảnh đất của chúng ta nằm gần khu vực dân cư này thì mai mốt chúng ta xin phép để chuyển mục đích lên thổ cư rất là dễ dàng, xin phép xây dựng rất là dễ dàng luôn. Và mảnh đất rất là bằng phẳng, gồm có hai mặt tiền. Trên đất thì hiện tại là đã khoan sẵn một cái giếng đây mọi người. Đó, mọi người có thể quan sát một cái giếng khoan sẵn luôn. Bây giờ em sẽ đảo một vòng xung quanh đất cho mọi người cùng xem. Mảnh đất này rất là thích hợp để chúng ta có thể đầu tư phân lô, bán nền cũng như là chúng ta thành lập nhà vườn, nhà nghỉ dưỡng kết hợp với chăn nuôi trồng trọt thì rất là thoải mái. Và ở đây thì đã có điện nước đầy đủ, cũng như là nằm sát khu vực dân cư nên rất là thuận lợi đường xá nha mọi người nha. Một mảnh đất rất đẹp và tiềm năng.